bạn làm video hướng dẫn cho chúng ta cách để chúng ta làm một cái đồng hồ nó chạy trong PowerPoint, trong phần thời gian, trong trình chiếu chẳng hạn, hoặc là phục vụ chúng ta làm trò chơi hoặc là vòng thiết kế PowerPoint. Ví dụ mình có một cái PowerPoint đây, ví dụ thử chạy nhé. Đó là cách để chúng ta làm một cái PowerPoint nó chạy tự động với thời gian mặc định là có 5 giây. Thì để làm được PowerPoint này thì mình làm như sau. Là một PowerPoint mới, Catalog A, delete hết, delete toàn bộ. Sau đây chúng ta chèn một đường tròn vào Insert, chọn Shape hình dạng. Chọn hình dạng tùy vào thì chúng ta thế giữ phím Shift, kéo đường tròn, cho hình tròn này màu đen. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo thêm một hình tròn nữa bằng cách chúng ta copy hình này và chúng ta tích vào hình, copy Ctrl C, Ctrl V, sau đó chúng ta chuyển màu thành xanh đi. Sau đó các bạn nhớ phím Shift để chúng ta định dạng nó lại. Rồi, to lên một tí nữa, nhớ giữ phím Shift để giữ hình dạng giống như hình dạng ban đầu để chúng ta cân chỉnh cân đối. Sau khi hai cái này xong, chúng ta chọn nó bằng cách chúng ta quét vùng tròn hoặc là quét thế này. Đó, quét mặt sau để cho nó tròn được hai cái. Hoặc một cách nữa thì chúng ta bấm Ctrl A, nó sẽ phím sẽ nhanh cho chúng ta hơn. Chuột phải chọn đi ra sau cùng. Center Best, OK. Thì đến chúng ta sẽ định dạng cho cái, chúng ta Ctrl A lần nữa, chúng ta vào Animation, chúng ta chọn định dạng cho nó kiểu như thế này. Ở đây nó sẽ xuất hiện một số cái định dạng cho chúng ta và chúng ta sẽ chọn định dạng kiểu nó quay như thế này. Sau đó chúng ta sẽ chuột phải chọn Timing, phần Setup, chúng ta chọn Width. Nếu chúng ta chọn một cái đầu tiên là đồng nghĩa với chúng ta kích thì nó sẽ chạy. Còn cái này là sau một khoảng thời gian, còn cái này theo tuần tự thời gian. Và chúng ta chọn 5 giây. Chúng ta muốn làm 5 giây, chúng ta chọn 5 giây. Nếu chúng ta làm muốn 6 giây thì chúng ta gõ 6 giây vào đây cũng được. Còn chúng ta muốn làm 5 giây thì chúng ta chọn đây 5 giây, sẵn cho chúng ta. Sau đó chúng ta chọn OK. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ nhập con số vào. Trước hết là chúng ta sẽ nhập số thì chúng ta vào Insert, vào Textbook. Chúng ta rì chuột trái, chúng ta chọn một số, ví dụ số 5. Chúng ta làm ngược lại hoặc làm trước đi cũng được, nhưng theo mình thì chúng ta làm bởi vì nó sẽ nhảy là từ 5, 4, 3, 1 thì chúng ta sẽ làm số 5. Bởi vì sau đó chúng ta chọn nó, chúng ta tích cái này. Chúng ta cảm giác tích cái này, cảm giác nó thỏa mãn. Các bạn rờ con chuột khi nó đến có cái hình bốn cạnh này, các bạn kéo lại. Cảm thấy nó thỏa mãn chưa? Chưa thì chúng ta rì chuột vào, tăng lên tiếp. Rồi. Ở các cái Excel PowerPoint ở giao diện từ 2013 trở lên thì nó phục vụ cho chúng ta việc cân chỉnh rất tương đối. Chúng ta cần tích và chúng ta đi được trái thì nó sẽ cân chỉnh cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta việc cân chỉnh nó hợp lý. Sau khi tích số 5 xong, chúng ta tích vào nó, chúng ta vào Animation, chúng ta chọn cái khả năng biến của nó đi, Disappear, tức là không xuất hiện nữa. Rồi, chúng ta chọn nó là Width. Ở đây các bạn nhận một giây. Tiếp đến từ cái này, các bạn tích cái này là không thể copy được, các bạn để như thế này, các bạn tích cho hình thân cưa đó. Rồi các bạn như giữ phím Ctrl, các bạn phím Ctrl sẽ xuất hiện cái dấu cộng cho chúng ta và chúng ta rì chuột trái, chúng ta kéo ra và chúng ta được một con số nữa cùng với
bản chất vấn đề giữ gốc nó, chúng ta bấm số 4. Bây giờ chúng số 4 này, số 4 chúng ta sẽ có hai sự giao diện xuất hiện, tức là khi xuất hiện số 5 xong, khi mất số 5 thì số 4 phải xuất hiện, và khi số 4 biến mất thì số 3 phải xuất hiện. Đâm ra số 5 chúng ta chỉ cần thiết lập một lần, còn số 4 chúng ta thiết lập hai lần. Thì để hai lần thì trước hết chúng ta phải định dạng nó là xuất hiện là appear. Đấy. Sau đó chúng ta tích nó là nữa, chúng ta thêm cho nó là disappear. Hoặc là chúng ta tích vào đây, kéo xuống disappear. Nó sẽ có hai giao diện. Vào đây, chúng ta tích vào cái đầu tiên, cái xuất hiện, chúng ta chọn là quiz. Thời gian là 1. Và cái này thì chúng ta phải là cái này chúng ta phải sẽ là 2. Và nó sẽ là quiz. Tiếp đến số 4 của chúng ta không ạ? Các bạn trong cái bản gốc ở đây chúng ta nhìn thấy. Đây. 1. 1. Thì đây sẽ là 2. 2. Và 3. 3. Đấy. Tương tự chúng ta sẽ làm như vậy. Chúng ta cũng giữ phím Catalog xuất hiện cho cộng thì chúng ta kéo ra số 4 và số 3. Đây sẽ là thành 2. Đây sẽ là 3. À. Chúng ta phải hiểu thế này, tức là khi nó biến số 5 thì số 4 phải xuất hiện, rồi xuất biến số 4 thì số 3 phải xuất hiện. Đấy. Chúng ta giữ tình hình này, bấm số 3, số 2, 3, 4, là kéo nó lên thế này, 1, 4, 5, thì đến chúng ta bốn rồi chúng ta thêm một số nữa. Và cái cuối cùng này chúng ta có thể xóa đi. Nếu chúng ta muốn giữ số 0 lại thì chúng ta để số 0, còn nếu chúng ta không muốn xóa trong ví dụ này, chúng ta chơi nó, chúng ta thử chạy nó đi. 5 4 3 2 1 0 và cũng mất số 0 luôn. Thì số 0 sẽ mất. Nếu chúng ta muốn số 0 còn tồn tại thì chúng ta để cái này, mà không thì chúng ta cho nó mất. Sau khi chúng ta làm được như vậy rồi, chúng ta kéo trùng nó vào, cân chỉnh cho nó trùng trượng. 2 rồi chúng ta thử nhé. 5 4 3 2 1 rồi chúng ta cho mặc định cho hai cái này chạy một giây nhanh nhé.
Đó. Bởi vì khi nào mình thiết lập là cái này là một hai giây đâm ra nó chạy chậm, chúng ta vào cái timing đây, chúng ta thiết lập nó chạy 1 giây nhanh, lặp lại 5 lần. Nếu mà chúng ta làm 6 giây thì chúng ta lặp lại 6 giây đó, chúng ta chọn ok. Đấy, và chúng ta muốn nó đẹp thì chúng ta vào insert tiếp, chúng ta chọn một cái màu. Đấy, chúng ta chọn cái này, chúng ta kéo này. Đó, nó sẽ lấp đi và chúng ta chỉ cần tích vào hình đó, giống như bên phải chọn break nằm phía sau, và màu thì chúng ta có thể chọn cái màu tùy các bạn để nó tương hợp cho nó thích hợp. Trả lại nhé, 5 4 3 2 1 hết giờ. Cái này thì nó phục vụ cho chúng ta, thứ nhất là chúng ta làm video, làm các cái video nền, video bắt đầu khởi động thì chúng ta có thể xuất sang video. Đó. Chúng ta một video sau mình sẽ làm một cái phần mềm để chúng ta xuất từ cái kết quả của PowerPoint sang video và lấy cái video đó làm video nền. Vậy trước khi làm video là chúng ta phải xác định công dụng của cái mục đích của chúng ta làm cái đồng hồ này. Nếu mà chúng ta muốn làm video thì chúng ta làm nó to lên, còn nếu chúng ta muốn nhỏ lại thì chúng ta làm nhỏ lại để phục vụ cho việc chúng ta làm chúng ta đưa về một góc nhỏ đây để chúng ta làm cái đồng hồ bóng. Ví dụ bây giờ mình muốn là ví dụ tích vào ví dụ mình đây, mình tích vào đây, mình muốn tích vào cái đồng hồ này nó mới chạy, thì tức là chúng ta muốn tích cái này thì cái này mà chạy, chứ bình thường là chúng ta nó sẽ chạy tự động của chúng ta đó. Thì chúng ta ví dụ đọc câu hỏi xong thì chúng ta muốn tích vào cái này thì đồng hồ sẽ tự chạy cho chúng ta, thì chúng ta tích vào đây cái đồng hồ mới đếm. Thì để làm như thế này thì chúng ta sẽ định một cái cho một cái màu gì nó rực rỡ đi, màu hồng. Chuột phải edit và start rồi ta. Start bắt đầu rồi, chúng ta sẽ chọn cái này là bây giờ chúng ta muốn tích vào thì nó mới chạy, thì chúng ta chọn ở đây, các bạn chọn hàng cái đầu tiên chuột phải. Chúng ta chọn là timing vào thì chúng ta nhớ tích vào cái dây cùng này. Chưa quên, chúng ta chỉ cần tích cái này được đây. Sau đó chúng ta chọn vào cái này và chúng ta chọn cái rectangle start đây, chọn ok. Rồi bây giờ mình sẽ cầm cái này, chúng ta sẽ kéo lên đây. Bây giờ chúng ta định chiếu lại nhé, mình xóa cái góc này đi. Rồi bắt đầu chúng ta tích vào đây thì nó mới chạy. Thì thứ nhất để làm một cái này á thì bắt buộc thứ nhất là thế này. Thứ nhất là chúng ta muốn làm đẹp là chúng ta phải xóa cái số biến mất của số 0. Thứ hai là ở cái giao diện số 5 á là chúng ta bắt buộc phải làm thêm một số xuất hiện nó nữa. Là như thế này. Chúng ta ví dụ chọn nó, chọn số 5, cái này thì chúng ta phải làm lại từ đầu rồi. Hơi lâu một tí nhưng không sao, miễn là làm cho chúng ta hiểu vấn đề, giới thiệu cho các nhiều trường hợp các bạn biết. Với cái chức năng này thì nó sẽ dùng trường hợp như này, mà chức năng kia thì nó sẽ dùng như thế này. Rồi. Số 5 chúng ta phải thêm chúng ta tích vào hắn nè, chúng ta thêm một cái nữa đây, xem một số tiền nó nè. Chúng ta phải thêm số tiền thì chúng ta phải cho nó vào đây. Quên, chúng ta phải thêm, muốn thêm nó là chúng ta vào đây con này. Nếu chúng ta có hai cách, nhưng mà nếu chúng ta không biết dùng á là chúng ta tích vào đây, ví dụ ban đầu của chúng ta là nó sẽ xuất hiện đúng không, nhưng nếu chúng ta sửa trực tiếp lên đây là nó sẽ đổi lại cái giao diện cho chúng ta, tức là nó sẽ chuyển thành cái xanh, tức là cái xuất hiện không còn cái biến mất nữa. Đó là sao, các bạn xem lại. Thì để như thế này, muốn thêm nó một thêm cái nữa thì chúng ta phải bấm vào đây này. Đấy, và chúng ta chọn này thì lập tức nó sẽ hiện cho chúng ta hai cái đây. Chúng ta kéo nó về đây, sau đó chúng ta chọn width, chúng ta thử nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vào. Hơi lâu một chút nhưng không sao, miễn là các bạn hiểu vấn đề. Và trước khi làm chúng ta phải biết là mục đích cái công dụng chúng ta làm để chúng, nếu chúng ta làm trong trò chơi trong PowerPoint thì chúng ta làm như thế nào, mà trong cái chúng ta muốn làm video thì chúng ta phải như thế nào. Chỉ cần một cái công dụng nó khác cái là chúng ta phải làm lại cái đầu, mất thời gian. Đối với trường hợp 5 giây, nếu trường hợp 10 giây chúng ta làm rất lâu. Bây giờ chúng ta thử chạy thử nhé. Đây, ông start 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Ok, thế là chúng ta thấy không? Chúng ta chỉ cần là tích vào đây khi đọc câu hỏi xong, và người dẫn chương trình vào là thời gian bắt đầu tính, là người cầm chương trình này chúng ta thì bấm thời gian, và sau khi thời gian kết thúc nó sẽ bắt đầu chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Thì để tạo cho nó không gian, để tạo cho nó cái tiếng cho nó hấp dẫn đúng không? Nếu cái tiếng chúng hấp dẫn thì chúng ta vào đây, vào effect đây, chúng ta chọn cái cái tiếng này thích, có cái tiếng bùng đúng không? À rồi, anh đây rồi, timing fast option bùng này. Ok, chúng ta chọn những cái xanh nhé, cái xanh này chúng ta cho bùng này, xuất hiện không cần bùng đâu, mình thấy nó bùng. Thích đúp đi, muốn làm nhanh các bạn không cần chuột phải, có hai cách, một chuột phải, hai chúng ta nhấn đúp nào. Đó. Bùng rồi, bùng. Ok, bây giờ chúng ta thử nhé. Một là nhấn vào đây, slide show, hai thì vào đây. Đấy. Ba thì chúng ta F5 cho nó chạy cho nhanh rồi. Bắt đầu. Rồi, hết giờ. Thì để cái về vấn đề tiếp theo mình nói đến là vấn đề nhạc. Thì chúng ta muốn lấy một cái nhạc cho nó đặc sắc á, thì chúng ta có thể cách nhiều cách. Chúng ta lên trên YouTube, chúng ta tải một cái nhạc, sau đó chúng ta việc sử dụng phần mềm chúng ta cắt nhạc đi. Chúng ta có thể sử phần mềm phần mềm cắt nhạc. Cái phần mềm đó là phần mềm gì quên tên rồi. Vâng, phần mềm đây chính là phần mềm này. Đó. Sau khi mà chúng ta có thể tải về thì chúng ta add cái file vào đây, và chúng ta muốn cắt, ví dụ như mình lấy một cái nhạc vào đó nhận hàng nữa, ví dụ lấy một cái nhạc gì này, tức là các bạn tải nhạc về, sau đó các bạn chọn cắt cái nhạc đó xong, các bạn lưu file đó một phần nhạc rồi, tiếp đến các bạn chuyển sang một phần mềm nữa, đến phần mềm này Format Factory. Phần mềm này phục vụ cho chúng ta cách để chúng ta chuyển nhạc trong cái PowerPoint á. Để đây, chúng ta vào để tìm truy nguồn gốc khoản á, là chúng ta vào đây. Đấy. Chúng ta vào cái author sound này. Đây. Chúng ta phải chèn cái nhạc vào, tức là nhạc đuôi của nó để chèn được vào PowerPoint á, là bắt buộc phông của nó phải là đuôi, phải là WAV. Chính là đuôi này. Cái đuôi này thì phải có định dạng là đuôi này, khi nào mà chúng ta chèn vào đây, sau đó chúng ta gửi file cho một ai đó là nó sẽ không mất cái đuôi này. Còn nếu chúng ta để đuôi MP3 là chúng ta sau khi chúng ta xóa cái file đó rồi là chúng ta gửi file cho người khác là bắt buộc nó sẽ mất nó liền, và nó sẽ không thích ứng cho chúng ta.
Đấy, chúng ta phải đến được đuôi.waw và chúng ta sử dụng phần mềm này và chúng ta add file vào và chúng ta chuyển sang đồng WAV đây. Chúng ta lưu lại file và chúng ta add vào thì nó sẽ không mất. Đó là những cách cơ bản mình giới thiệu cho bạn cách để chúng ta làm từ một cái định dạng cho nó đồng hồ. Mục đích là vừa làm nền video và làm trò chơi, và mình giới thiệu thêm qua các cái đuôi, các định dạng của âm nhạc để tạo cho tiếng âm thanh nó sống động. Và video sau mình sẽ làm về cách chúng ta chuyển từ một cái nền PowerPoint này sang thành một cái video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.